Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào đã tích cực vào cuộc tuyên truyền người dân, thực hiện và hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động. Thực hiện chỉ thị số 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị 09 và 11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Sài Thị, phường Minh Đức đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm việc cách ly xã hội, giữ khoảng cách và các biện pháp phòng chống để người dân tự bảo vệ chính mình và cộng đồng. Cái gia đình chúng tôi đã thực hiện rất là nghiêm chỉnh và rất là tốt. Cái thứ nhất là không có việc cần thiết thì không ra khỏi nhà. Cái thứ hai, đã ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang và rửa tay vệ sinh sạch sẽ và thực hiện đúng cái việc là giãn cách. Chúng tôi thì tất cả là đều đồng lòng và ủng hộ cái chủ trương của Đảng, của Nhà nước và của tỉnh, của thị xã cũng như là của phường trong cái thời gian qua. Gia đình ông Phạm Xuân Trường ở tổ dân phố Dương Hòa, phường Minh Đức dự định tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Song được sự tuyên truyền, nhận thấy mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 nên gia đình đã quyết định hoãn đám cưới. Qua cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ xuống đến các cái thị xã, cái phường, mới của tổ dân phố thì tôi cũng đã hiểu được những cái dịch đấy nó là rất là quan trọng mà nó lây lan là rất nguy hiểm. Tôi chấp hành nghiêm chỉnh những cái quyết định của nhà nước. Bao giờ nhà nước công bố chấm dứt hết dịch thì tôi sẽ tổ chức cho các cháu. Ban công tác kết hợp với đoàn phát thanh của địa phương cùng thành lập đoàn đi từng nhà cũng nhắc nhở về các công tác đeo khẩu trang này, là tạm dừng về các công tác như đám hiếu hỉ và các cái hoạt động như lễ hội ấy thì bọn tôi dưới này dừng lại hết. Trong thời gian giãn cách xã hội, cách ly xã hội trong vòng 15 ngày thì địa phương của tôi là có 3 đám cưới và đều dừng lại hết, và một đám ma thì tổ chức nhanh gọn và chỉ tổ chức nội bộ trong gia đình. Hưởng ứng kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc hỗ trợ gạo cho hộ nghèo phòng chống dịch COVID-19, vừa qua Mặt trận Tổ quốc phường Dị Sử đã trao cho 49 hộ nghèo mỗi hộ 30 kg gạo. Cùng với đó, phường kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 được trên 170 triệu đồng, 4.000 chiếc khẩu trang cùng nhiều vật tư khác. Vừa qua, ở phường cho nhà tôi 30 cân gạo. Tôi cảm ơn phường đã quan tâm gia đình nhà tôi. Trước khi mà phát các cái số gạo, sát khuẩn và khẩu trang và các một số cái nhu yếu phẩm khác đối với các cái hộ nghèo, phục vụ cho cái việc chống dịch ý, thì đối với cả thương binh xã hội của phường và kết hợp với Mặt trận Tổ quốc đã coi như là rà soát tất cả các cái đối tượng coi như là được hưởng coi như là cái chế độ là đúng người, đúng đối tượng và làm tốt các cái công tác coi như là động viên coi như đối với các cái hộ trong quá trình phòng chống dịch. Cùng với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp, còn có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền vận động, khuyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị đến các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, đến nay, thị xã Mỹ Hào chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, quyên góp được gần 900 triệu đồng, 22.000 khẩu trang trên 400 lọ sát khuẩn, hỗ trợ 15 tấn gạo cho hộ nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.